Hello, Linh xin được mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Trước mắt cô chú anh chị là một cái tòa nhà rất là đẹp và rất là cổ kính luôn, đúng không cô chú anh chị ha? Thì cũng thể theo lời yêu cầu cô chú anh chị đã xem kênh của Liên rất là lâu, thì cũng muốn Liên quay những gì đó mà nó rất là lâu đời, như là viện bảo tàng hay là những cái gì mà ở nước Pháp mà nó đã có rất là lâu năm. Thì Liên hôm nay Liên có thời gian thì Liên sẽ đi đến một cái viện bảo tàng ở tại thành phố Lyon, nơi mà Liên đang sinh sống. Thì Liên sẽ quay cho cô chú anh chị xem ở trong bảo tàng này nó sẽ có những cái gì, lưu giữ là những cái gì của nước Pháp đã rất là lâu đời rồi cô chú anh chị ha. Viện bảo tàng này nó có tên là Musée de Confluence, có nghĩa là bảo tàng hợp lưu tổng hợp lại những cái gì đó mà nước Pháp lưu giữ rất là lâu năm. Ở Lyon hôm nay thì thời tiết rất là ấm, không có quá lạnh cô chú anh chị ha, khoảng 14 15 độ C thôi, tại vì nó cũng đang là cuối mùa đông chuẩn bị bước sang mùa xuân rồi ha, cho nên là thời tiết rất là đẹp. Bây giờ Liên mời cô chú anh chị cùng vào viện bảo tàng này để xem trong đây có những cái gì mình cùng trải nghiệm cô chú anh chị ha. Thì trước tiên khi mình vào viện bảo tàng đó thì mình cũng sẽ đi qua những cánh cửa giống như mình vô sân bay vậy cô chú anh chị. Người ta cũng sẽ kiểm tra túi xách của mình có những cái gì, rồi người ta sẽ quét qua cái người của mình coi có những cái đồ gì mà không được phép đem vào hay không cô chú anh chị ha. Sau đó thì mình sẽ đi đến một cái quầy để mình mua vé. Quầy bán vé ở đây thì người lớn là có giá là 9 euro, khoảng cỡ 220.000 tiền Việt Nam của mình đó cô chú anh chị. Mua vé hả? Còn đối với sinh viên hay là trẻ em thì không có phải mua vé, nhà nước người ta tài trợ, mình có thể vào xem miễn phí cô chú anh chị ha. Hôm nay thì Liên đi cùng với em của Liên, tại vì cuối tuần đó thì em của Liên rảnh cho nên dẫn Liên đi đến đây để quay cho cô chú anh chị xem. Em của Liên thì sinh viên cho nên là em ấy được miễn vé vào cổng, không phải trả tiền, chỉ có Liên là trả 9 euro thôi cô chú anh chị. Ở đây thì nó mở cửa hàng ngày cho nên là người ta khách du lịch người ta đi đến người ta xem rất là nhiều, rồi cũng có khách địa phương người ta đi đến nữa cô chú anh chị ha. Cho nên là ngày nào thì nó cũng sẽ có là nhiều người xem và nhiều người ta đến tham quan lắm. Tòa nhà này thì đa số là nó làm tất cả đều là bằng kính đó cô chú anh chị. Cho nên bên ngoài nãy mình nhìn vô mình thấy một tòa nhà rất là lạ luôn ha, rất là lạ và đẹp. Lý do là nó làm bằng kính đó. Khi mình bước vào trong thì mình cảm thấy mình rất là choáng với cái cách mà xây dựng, rất là đẹp luôn. Thì Liên sẽ quay để cô chú anh chị mình nhìn xem ha. Thật sự là khi mình vào trong đó mình không có thể tưởng tượng đây là một cái ngôi ngôi nhà hay là một cái gì đó mà mình đã từng thấy, mà nhìn rất là lạ luôn cô chú anh chị, nhìn giống như là mình đang bước đi trong một cái phi thuyền gì đó, với cái phong cách mà người ta thiết kế kiến trúc của người ta đó, nhìn rất là độc lạ luôn cô chú anh chị ha. Đó cô chú anh chị nhìn thấy không? Nhìn thấy lạ quá trời ha, Liên chưa có thấy những cái tòa nhà mà mình vô nó có kiến trúc như thế này bao giờ hết á, cho nên là Liên thấy lạ quá luôn đó, không biết cô chú anh chị thấy như thế nào ha. Khi mình vào trong á thì sẽ có rất là nhiều cái chỗ mà nó trưng bày để mình xem, thì hôm nay Liên sẽ cố gắng mình sẽ đi hết những cái chỗ trưng bày này để mình quay cho cô chú anh chị xem cùng với Liên ha, cho nên là có thể video nó sẽ dài hơn bình thường. Cô chú anh chị cố gắng xem, nếu như mình cũng có ý muốn trải nghiệm về những cái gì đó rất là lâu năm được lưu giữ trở lại ở ở nước Pháp thì cố gắng cùng với Liên xem hết video này nha. Cảm ơn cô chú anh chị ha. Thật ra là mình đi theo em của mình hướng dẫn mình đi, chứ mình thật sự nếu mình một mình vào đây đó thì mình cũng không biết được chỗ nào nó là cái gì luôn đó cô chú anh chị, tại vì nó có rất là nhiều chỗ. Và thật sự thì có nhiều cái Liên mới lần đầu, Liên cũng thật sự mới lần đầu Nói Vinh ơi, được tối xem những cái quá. này thôi, mặc dù nó ở Tối quá không quá rồi. xa chỗ của Liên, nhưng mà Liên chưa bao giờ được đến đến đây để xem hết á. Thì sẵn hôm nay thì Ủa có mình thấy em tối mình, mình nó dẫn sợ mình luôn đi nha.
Với lại là cô chú anh chị cũng đã có gửi rất là nhiều hôm nay nó hơi bình tối luận chút cho Liên cũng đã lâu lắm rồi, muốn Liên quay những cái đó là vậy đó, nó quay nó làm tối những gì đó mà nó được lưu giữ ở tại nước Pháp lâu đời, những khu di tích, những cái gì đó bảo tàng hay là những cái diện gì đó mà được lưu giữ tại nước Pháp, thì hôm nay Liên sẽ quay để gửi đến cô chú anh chị ha. Ở cái khu này thì nó triển lãm về những cái bức tranh, những bức tranh về những cái người dân ở Pháp rất là lâu đời rồi, cô chú anh chị nhìn thấy ha. Thật sự thì nhiều quá mình cũng không có biết được là như thế nào luôn đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị xem ha, xem thì mình từ từ mình xem, mình từ từ mình trải nghiệm cô chú anh chị ha. Cái này thì bây giờ còn lưu giữ lại nha cô chú anh chị ha. Thật ra thì cái này là đã rất là lâu năm rồi, đã mấy trăm năm về trước rồi cô chú. Liên thì Liên cũng thích khám phá lắm, nhưng mà thật sự là mình không có được nhiều thời gian rồi, với lại mình cũng không có biết được nhiều đó, cho nên là nếu mà có thật cần cơ hội nào đó mà được đi khám phá, được quay những cái chỗ đẹp, những cái phong cảnh, những cái gì đó, khu di tích gì đó nó được lưu giữ lại rất là lâu đời, thì mình sẽ cố gắng mình đi để mình quay gửi đến cô chú anh chị cùng xem với Liên nha. Đối với người nước ngoài, cô chú anh chị biết không, đây là những cái gì đó rất là quý giá của người ta đó cô chú anh chị. Mà thật sự là không phải riêng người nước ngoài đâu ha, ngay cũng như đất nước của mình cũng vậy thôi. Nếu mà có những gì đó rất là lâu đời mà được lưu giữ lại đó, thì thật sự càng lâu nó sẽ càng là một cái gì đó rất là quý giá. Chỗ này thì không riêng gì người dân ở địa phương mình của Pháp đến đâu cô chú anh chị. Có rất là nhiều người dân đi du lịch trên cả thế giới, người ta đến đây, người ta muốn vào được xem những cái mà nước Pháp còn lưu giữ lại đó cô chú anh chị ha. Những người đó người ta đang ngồi trong cái căn phòng đó để người ta xem lại những cái video mà được lưu giữ lại rất là nhiều năm đó cô chú anh chị. Em của mình thì nó qua để đi học mà nó phái vô mấy cái chỗ này lắm, nó đã đi những chỗ này lâu rồi, hôm nay mình nhờ dẫn mình đi thì tiếp tục nó vẫn còn mê luôn đó, chứ đừng nói chi mà mình mới xem lần đầu. Tuổi trẻ thì thích khám phá của chú nhỉ, thích khám phá rồi thích sưu tầm, thích biết những cái gì mà đã trải qua rất là nhiều năm lâu đời. Thì nói chung là ai cũng thích khám phá những điều đó hết.
Nhìn đẹp quá cô chú chị ha. Sẽ có rất là nhiều ở khúc sau nữa cô chú chị. Ở khúc sau nó sẽ có những cái còn hấp dẫn, còn lâu đời, còn lạ hơn nữa. Cô chú chị thấy cái này có lạ không? Đó, cái này là theo theo liên liên thấy á, thì cái này giống như là của những người Trung Quốc đó cô chú anh chị, được lưu giữ lại đó. Những cái người Trung Quốc mà đã lâu năm mà bây giờ là Pháp nó vẫn còn có những cái chỗ mà nó vô lưu giữ lại làm những cái giống như là những cái lịch sử lâu đời đó. Cô chú anh chị xem video cũng thông cảm là tại vì ở trong những chỗ này đó rất là đông người, rồi mình vào đây mình quay phim thì thoải mái, nhưng mà nhiều khi mình nói chuyện đó, mình nói chuyện nhiều quá thì người ta ở bên cạnh mình đó mình cảm thấy nó không có được hay. Cho nên là cô chú anh chị xem video cũng thông cảm cho Liên là Liên không có nói chuyện được nhiều trong video này cô chú anh chị ha. Cô chú nhìn thấy Liên mắc cười không? Nó có một cái chỗ, cái khu mà mình đứng vào đó mình tự nhiên mình thấy mình nhúng nhúng luôn cô chú anh chị. Ở đây nó sẽ có một cái khu để dành triển lãm tất cả những cái viên đá mà những cái thạch nhũ rồi cô chú anh chị, rất là lâu đời luôn đó. Những cái viên đá này bây giờ mình kiếm lại không có đâu cô chú anh chị ha, không có đâu, đã rất là nhiều năm rồi. Nó có rất là nhiều màu cô chú anh chị thấy không, rất là nhiều màu đẹp lắm, tất cả đều được trưng trong tủ kiến hết cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị có thấy người ta rất là đông luôn ha, người ta rất là đông, cho nên là Liên nói chuyện nhiều khi mình nói chuyện cũng không có nói chuyện được thoải mái đó, cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Nếu mà những viên đá này bây giờ mà không biết giá trị nó là bao nhiêu luôn đó cô chú anh chị ơi, Liên nghĩ là vậy đó. Bây giờ nó đã đưa vào những cái bảo tàng rồi thì nó là vô giá rồi ha cô chú anh chị ha.
có cái cân này cô chú anh chị thấy không, cái cân để cân đó vẫn còn lưu giữ lại luôn cô chú anh chị ha. Đẹp quá trời luôn, đẹp. Lần đầu tiên mình được thấy luôn đó cô chú anh chị. Thật sự ra những cái này mình chưa bao giờ được thấy đâu. Chỉ có những viện bảo tàng nó còn lưu giữ lại thôi. Cũng mong cũng hên là hôm nay mình được dịp đi đến để mình trước tiên là Liên được xem, sau đó Liên cũng được quay để cô chú anh chị trên toàn thế giới nếu mà xem video thì cũng sẽ thấy được ha. Quang cảnh ở bên ngoài Liên quay từ trong ra ngoài cô chú anh chị thấy nhìn rất là đẹp luôn. Tại vì nó nằm giống như là nằm ở chính giữa của hai bên, đó là hai cái nhánh sông đó cô chú anh chị. Ở chính giữa đó là một cái đồi, là nó qua nó xây lên cái tòa nhà này để làm triển lãm đó. Nhìn đẹp quá cô chú anh chị ha, nhìn đẹp mê hồn luôn đó. Ở quay trong phim thì cô chú anh chị thấy vậy, nhưng ở ngoài Liên vô xem thì nó còn đẹp hơn nữa cô chú anh chị. Thật sự là rất là nhiều luôn mà mình không có biết được là mình tên gọi của nó hết luôn đó cô chú anh chị. Thật ra thì mỗi cái nó đều có ghi hết tên của nó hết, nhưng mà tại lý do là khi mình vào đây đó, mình không thể nào mình vừa quay mà mình vừa đọc vừa nói hết cho cô chú anh chị nghe được, tại vì người ta rất là đông. Cho nên là khi mình quay mình chỉ quay như vậy thôi. Để cái nào mình cảm thấy mình nói cho cô chú anh chị biết thêm chút thì Liên nói ha. Chứ thật ra mỗi cái thì nó đều có ghi chép lại hết cô chú anh chị ha. Nhưng mà người ta thì rất là đông. Nói chung là trong này á, nó trưng bày rất là nhiều con luôn. Rất là nhiều con vật mà mình nhìn vô mình có thể bị choáng ngợp luôn đó cô chú anh chị. Hai cái con bò này mình đi ra mà mình nhìn giống như là thiệt luôn cô chú anh chị ha. Mà mới đầu Liên bước vô Liên nhìn giống y như là thiệt luôn á. Mình thấy mình còn hết hồn luôn á. Nhìn tưởng y như là thiệt không à. Những cái bộ xương này thì rất là lâu đời luôn rồi. Nhưng bây giờ người ta vẫn còn giữ tới thời điểm này luôn là có nghĩa là rất là quý luôn đó cô chú anh chị ha. Thật sự ra thì trong này cô chú anh chị rất là tối luôn. Mình khi mình bước vào đó mình rất là sợ, tại vì Liên thì Liên có cảm giác bị sợ bóng tối đó. Mà trong này đó khi mình bước vào đó thì
nó rất là tối, chỉ có những ánh đèn của những chỗ mà nó trưng những cái con này con kia, hoặc là nó trưng những cái đồ này đồ kia, thì nó sẽ có những cái ánh sáng ở ngay chỗ đó đó cô chú anh chị. Còn ngoài ra thì nó tối cô chú anh chị ha. Liên thì Liên rất là sợ bóng tối luôn, nhưng mà khi mình vào đây rồi mình cũng phải ráng để xem rồi quay cho cô chú anh chị xem nữa, chứ thật sự Liên cũng rất là sợ tối luôn đó. Nhưng mà cũng có nhiều người, nhiều người cho nên là mình cũng đỡ sợ hơn. Không biết là bao nhiêu ngàn con loại con luôn đó cô chú anh chị ha, đủ loại con này con kia hết cô chú anh chị thấy không, rất là nhiều luôn ha. Hu nai nhưng mà nó có rất là nhiều loại luôn, thật sự ra Liên cũng không có biết hết được. Những cái bộ xương của những con này rất là lâu đời luôn rồi, bây giờ còn lưu giữ lại, thì bởi vậy cho nên là một cái lịch sử kỳ tích rất là quý luôn, cho nên bởi vậy mới thu hút được những lượng khách trên toàn thế giới. Khi người ta đến Pháp, đặc biệt là đến Lyon, thì người ta sẽ đến chỗ này để người ta tham quan, người ta được ngắm được xem đó cô chú anh chị. Quá cô chú anh chị ha, rất là đẹp luôn á. Phải nói là nhờ có những cái viện bảo tàng lớn như vậy lưu giữ lại những cái gì đó rất là lâu đời, thì bây giờ mình mới có thể có cơ hội để mình xem lại cô chú anh chị ha. Chứ nếu không thì mình cũng đâu có biết được đâu, mình xem trên phim ảnh thôi chứ mình chưa thấy ở ngoài đời thật. Thì hôm nay mình mới có dịp để mình quay phim cho cả nhà xem, rồi mình cũng trải nghiệm được luôn nữa, mình cũng thấy luôn, thật sự nó rất là quý. Ở đây thì Liên cô chú anh chị có nhìn thấy đâu, nó có những cái gì đó mà cái này là những cái gì, súng đạn gì đó, hoặc là những cái máy móc và về vũ khí từ rất là lâu đời đó cô chú anh chị. Đặc biệt là ở đây có một cái chiếc xe mà cô chú anh chị sẽ thấy chiếc xe này rất là cổ luôn, cổ luôn, rất là cổ luôn đó. Ở đây thì cái khu này thì nó sẽ chuyên quay về những cái đồ của Pháp mà đã rất là nhiều năm đó, những cái máy móc công nghệ mà Pháp đã sản xuất rất là nhiều năm. Ở đây có một chiếc xe, cô chú anh chị thấy chiếc xe này Liên liền nhìn thấy rất là đẹp luôn, để Liên quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem ha. Cô chú anh chị thấy cái xe rất là đẹp luôn ha. Chiếc xe này thì đã là thời rất là xa xưa rồi, Liên có xem trên phim, nhưng mà bây giờ nếu mà ở ngoài đời
ngoài đời là chỉ duy nhất thấy một chiếc này ở trong viện bảo tàng thôi, chứ là nếu mà ngoài đời là chắc là mình sẽ không có cơ hội để thấy chiếc xe này lăn bánh trên đường đâu con chú anh chị ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Cái máy này là cái máy dịch giải nha, dịch giải rất là lâu của nước Pháp rồi. Hồi xưa thì người ta xài những cái công cụ như thế này thì bây giờ người ta còn lưu lưu giữ lại đó. Cũng giống như là những cái máy này nè, những cái máy này cô chú anh chị nhìn thấy không? Bây giờ mình đâu còn thấy nữa đâu. Rất là lâu đời luôn ha, mà Liên Liên chỉ thấy được trên phim thôi. Mình coi phim rồi này kia đó mình thấy đó. Khi người ta nhấc lên người ta nghe điện thoại như vậy, trong đó nó có phát âm thanh ra đó cô chú anh chị. Ở chỗ này người ta làm như vậy đó, cho nên là có nhiều nhiều du khách người ta đến người ta cũng lại nhấc điện thoại lên người ta nghe đó, nghe từ cái âm thanh của cái máy điện thoại hồi xưa nó là như thế nào đó. Ở đây nó sẽ lưu lại những cái đồ của những người mà hồi xưa là vua chúa rồi đó, của người ở trên đây Liên có thấy nó ghi là của người Xinhua, là của Trung Quốc tất cả nhà. Nó cũng lưu lại, nó cũng lưu lại dài dài nón nè, rồi áo rồi của người người Trung Quốc đó. Đặc biệt ở đây nó có những cái bộ xương và những cái xương của những người mà thời kỳ Ai Cập đó cô chú anh chị. Nói chung thì nó lưu giữ rất là nhiều nhiều thời nhiều cái của nhiều nước nữa, chứ không phải riêng gì của nước Pháp không đâu cô chú anh chị ha. Sự là Liên rất là mê luôn cái khung cảnh ở trong đây đó cô chú anh chị, nhìn thấy rất là đẹp, giống như là cái gì đó mà mình chưa được trải nghiệm bao giờ luôn, cho nên Liên cố gắng Liên coi ở trong đó, quay hết ở trong xong rồi đó, thì Liên sẽ đi lên ở trên tuốt ở trên tầng cao nhất của cái tòa nhà đó cô chú anh chị, Liên bộ lên để Liên quay quay từ trên xuống cho cô chú anh chị nhìn thấy ha. Ra thì Liên Liên cũng đi quay đại khái cho cô chú anh chị xem thôi, chứ nếu mà quay cận cảnh từng cái hết á, thì rất là lâu luôn cô chú anh chị ha, rất là lâu luôn. Nhưng mà rất tiếc là video thì mình quay cũng có giới hạn thôi, chứ nếu mà quay dài quá đó, thì cô chú anh chị xem là cũng mất thời gian. Nên là Liên quay đại khái để cô chú anh chị mình được trải nghiệm cùng với Liên, được biết những gì đó là mình chưa từng thấy, thì bây giờ mình sẽ được thấy trong những thước phim mà Liên quay tại đất nước Pháp để gửi đến cho chú anh chị xem. Thì có những gì đẹp, những có gì hay thì Liên sẽ quay gửi đến cả nhà của mình. Phải nói là tòa nhà này xây rất là kiên cố luôn cô chú anh chị. Rất là kiên cố và rất là đẹp luôn. Bên ngoài cô chú anh chị thấy ông Liên quay từ trên cao xuống. Xung quanh của nó là sông của chú nhỉ ha, nó nằm ở ở trung tâm của Lyon, cho nên là sẽ có những cái nhánh sông rất là đẹp. Đây chính là cái tầng cao nhất của cái tòa nhà của chú chị ha, mình lên trên mình thấy rất là đẹp luôn, nhìn cảnh mây đồ không khí, mình khi mình ra ngoài không khí rất là mát, nhưng mà nó là tầng nhà cao nhất của chú chị ha. Ở trên tầng nhà cao nhất thì trên đây nó sẽ có bán đồ ăn nước uống, đồ những cái bánh như sandwich, bánh mì rồi của Tây rồi này kia đó, bánh ngọt rồi này kia, nước uống đồ,
Thì mình sau khi mình với em mình đi rất là mệt rồi, thì bây giờ hai chị Bánh em ngọt dẫn không? lên đây và cùng nhau dẫn lên đây để kiếm bánh hay là kiếm gì đó mình ăn thôi chứ gì, tại cũng gì đói rồi ha, đi nãy cũng lâu rồi. Ở đây là đa số là bán đồ của Tây thôi cô chú anh chị ha, bán bánh đồ này kia là của Tây thôi, cái đồ châu Á của mình sandwich không rồi có đâu á. Và là còn cái này nè, liên với em liên thì chắc chưa ăn bánh mì á, mì của Tây á, thì gia lê tông đâu bác? Non, je voulais saumon. Saumon non? Ça c'est jambon. Jambon fromage. Sinon j'ai poulet mayonnaise, saucisson, bœuf avec moutarde. Poulet mayonnaise, s'il vous plaît. Moi je prends pauvre, bœuf avec moutarde, s'il vous plaît. Je veux un coca, s'il vous plaît. Et pour vous, si vous voulez, si vous voulez. Ah ouais. Oui, je veux. Moi je prends un coca, s'il vous plaît. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video hôm nay của Liên nha. Mến chúc cả nhà có một ngày thật là vui, an lành bên gia đình. Bye bye cả nhà. Bye bye. Cho cả nhà coi cái view ở đằng sau rất là đẹp luôn. Cái đường đi ra có cái view rất là đẹp. Để Liên quay lại cho cả nhà xem. Cả nhà coi rất là đẹp luôn cả nhà ha. Đi ra đó, đi ra cái đường đi ra đó, nó sẽ có một cái chỗ rất là đẹp như vậy đó. Quá trời đẹp luôn cả nhà ha. Ở chỗ này là trong tòa nhà cả nhà ha. Mà đẹp quá. Quá trời đẹp.